chào các bạn. Dùng chè xanh như thế nào để kết hợp với chữa cái bệnh ung thư phổi? Chè xanh ta dùng 2 răng, rồi quá quỷ là 3 đến 5 gram, rồi ta dùng cam thảo ta dùng 3 gram. Cái cách thức dùng như sau: ta nấu quá quỷ, cam thảo cho 600ml nước, rồi nấu sôi cho vòng 5 phút, rồi để cái trà xanh vào, rồi thêm 3 phút nấu nữa là có thể dùng được. Mỗi ngày thì dùng một thang, lúc cần thì có thể dùng là 2 thang. Thang thuốc nấu rồi thì phân ra 2 lần thì từ từ uống. Long quỳ tươi ta dùng 500 gram, hay là long quỳ thì phố dùng 125 gram. Sắc uống chia nhiều lần uống, mỗi ngày một thang trị ung thư phổi có nước đó. Bây giờ tới cũng chè xanh từ 1 đến 1,5 gram, rồi bồ công anh 15 đến 25 gram, rồi cam thảo rồi dùng 3 gram, rồi mật ong ta dùng 15 gram, rồi bồ công anh, cam thảo nấu chung với nửa lít nước, nấu sôi được 10 phút thì vớt bỏ xác, rồi đổ trà xanh và mật ong vào, rồi thì là dùng là được rồi đó. Phân làm 3 lần uống trong một ngày, và mỗi ngày thì chỉ dùng một thang thuốc hay trà xanh 1 đến 1,5 gram, ta thêm cái thiên đông 10 đến 15 gram, rồi cam thảo ta dùng 3 gram. Nấu thiên đông và cam thảo với 600ml nước, rồi cho 5 phút sôi, rồi đổ cái trà xanh vào đó. Phân một ngày làm 3 lần uống, và khi uống là uống ấm nha các bạn. Một ngày thì một thang, hay là trà xanh 1 đến 2 gram, điềm hạnh nhân 5 đến 9 gram, rồi mật ong 25 gram. Điềm hạnh nhân nấu với 1 lít nước sôi 5 phút, rồi ta đổ trà xanh vào, rồi ta lại đổ mật ong vào, đó là đã dùng được rồi. Và một ngày thì ta cũng chỉ dùng ta dùng là chỉ có một lần ta uống là 200ml. Một ngày thì dùng một thang, 3 đến 4 giờ thì ta uống một lần. Hay là dùng trà xanh 1 đến 2 gram, rồi hoàng linh thì 5 đến 10 gram, cam thảo thì 5 gram. Mỗi một ngày dùng một thang, lúc cần thiết thì có thể uống 2 thang một ngày đó. Hai cái vị sau đây là nấu với lại hai cái vị sau của trong cái bài đó, nấu với 500ml nước, rồi sau đó ta đổ vào trà xanh vào, rồi là ta nấu và 5 phút nữa là được, sau đó ta uống là dùng trà xanh, hoàng linh, cam thảo. Trong cái thời gian mà xạ trị thì cái người bị ung thư phổi nên chọn cái thức ăn như thế nào đó. Trong cái thời gian này thì nên dùng cái thức ăn mà để hỗ trợ như thế nào, là nước rau má đậm, hoặc là nấu với đậu hũ để
phòng cái trường hợp mà bệnh viêm sổ phổi, cái thuốc nó có cái tính phóng xạ, có thể dùng cháo mễ nhân hoặc là hải tích sứa biển nấu với lại củ năng đó. Cái miệng thì khô, thì lúc này cái người này có thể ăn dùng chè hồng bích, chè hồng binh là chè hạnh nhân, canh chim cút nấu với bách hợp cũng được, hoặc là nước canh mà măng tây á, nước canh măng tây tốt nha các bạn đó. Trong cái thời gian hóa trị bệnh ung thư phổi nên ăn như thế, nên trong thời gian này nên dùng huyết ngỗng, nấm ma cô, rồi dùng nhãn, dùng cá chích, lương hạch đào, rồi dùng bí đao, rồi dùng ba ba đó, dùng rùa để bảo hộ cái cho cái bạch tế bào, vì khi hóa trị xạ trị thì cái bạch tế bào nó thường bị mất. Chọn dùng nhĩ dầu hào, ăn cá chép, rồi đậu xanh, rồi đậu đỏ, ăn tôm cua, rồi cá thu, rồi cá chạch, nói chung là để bảo hộ cho cơ năng tiêu hóa, và dùng chè xanh, cá chạch, ốc lát để bảo vệ cho cái hốc miệng. Ung thư phổi có nước thì nên dùng cái thực phẩm gì? Phổi sau khi bị ung thư mà nó có nước thì cái những cái thực phẩm như sau: lan độc noãn đó, nó lan độc noãn này nó có độc khi sử dụng nha, ta sử dụng 1-3 gram, sau khi nấu thì vớt ra, dùng 2 trứng gà bỏ vào cái nước thuốc đó, rồi hay là 10 trái hồng táo, ăn trứng rồi uống nước. Có thể dùng trong ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư gan, rồi ung thư tuyến giáp tràng đó. Cá giết mà đem nấu với rau đay rất là tốt. Rau đay thì tầm 30-36 gram, rồi nấu thì cho thêm nước, nấu với cá giết thì lợi phế khí. Chị Xuyển là khi có thể dùng cái lê rút ruột, rồi để đổ đậu đen vào đầy trong đó, cái lê rút ruột đó đó, rồi hầm lửa riu riu chứ, 99 gram xuyên bối. Và khi mà bị bệnh á, vì những người ung thư phổi á thì nên thường xuyên tập luyện công, ta tập cái bài dịch cân kinh là nó rất là tích cực hỗ trợ cho cái người bị ung thư phổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.